bạn bạn có tuyệt vời không nào, bạn nào thấy bạn Phan Sơn tuyệt vời thì các con comment tuyệt vời nè. Cái này con làm từ năm từ tháng 3 năm ngoái rồi ạ. Gửi lên chat nha thầy. Hôm trước là thầy Phương có hướng dẫn cho các con quay màn hình các con có thể là quay up lên kênh YouTube của mình nha, các con có làm giống bạn Phan Sơn nhé. Dạ không ạ, của con là con đi làm một số thứ khác cơ ạ. Wow. Phan giỏi nha. Rồi tiếp theo thầy mời một bạn bạn khác nha, bạn bạn Hạnh Nguyễn nha, Nguyễn Hạnh nha. Đó, em chào thầy cô các bạn, em tên là con Tiến Đạt, năm nay lớp 8 trường trung cơ sở Duyên Thái ở Thường Tín, Hà Nội ạ. Rồi con có hôm trước là học làm game thì con có làm được chưa? Dạ con làm được rồi ạ. Hôm nay thì thầy các cô sẽ hướng dẫn tiếp tục cho các con tiếp tục phát triển cái game của mình nha. À vâng ạ. Thầy mời bạn Đức Anh nào. Con chào thầy cô và các bạn ạ. Con tên là Lê Đức Anh, lớp 6 trường Trung học cơ sở Tô Hiền Thành ạ. Thầy, hôm sau con vào sớm, con thầy lại cho con lên nha thầy. Rồi, hôm sau con cứ ray hand thì thầy sẽ cho con vào để giao lưu cùng các bạn nha. Con thưa thầy là con ở Đan Phượng. Rồi, một bạn tiếp theo nữa, bạn Cẩm Linh. Bạn Cẩm Linh, con bật cam là bật micro của mình lên nè. Con chào thầy ạ. Chào con. Tên của con là Phạm Cẩm Linh, con đang sinh sống ở Hà Nội và Hà Nội Hoài Đức ạ. Con thấy học học trình có vui không nào? Có ạ, con thấy học rất vui và bổ ích. Con đang cố gắng lập trình xem một cái game mới. Rồi, dần dần thì các thầy các cô sẽ hướng dẫn cho con làm được rất là nhiều game ha. Vâng ạ. Tiếp theo thầy mời bạn Tam Trần nè, Tam Trần bật cam lên con. Bạn Tam Trần chưa thấy tín hiệu ha. Bây giờ thầy sẽ mời thêm một bạn nữa vào trong bên nào để chúng ta được giới thiệu giao lưu với các con nha. Thầy mời bạn bạn Cao Minh Tuấn nè. Alo Minh Tuấn ơi, Minh Tuấn vào phòng, Minh Tuấn bật cam và mở mic lên Minh Tuấn nhá. Vâng ạ. Rồi Minh Tuấn giới thiệu với các bạn ạ. Con chào thầy, cô, con tên là Cao Minh Tuấn. Con năm nay học lớp 6 và chuẩn bị lên lớp 7, học sinh của trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Con đang sinh sống tại chung cư của quận Ba Đình, Hà Nội. Rồi, hôm trước là thầy cô đã hướng dẫn thì con có làm được nhiều cái project cho riêng mình chưa? Sau khi thầy cô hướng dẫn thì con làm được một sản phẩm rồi. Con thấy là học lập trình có dễ không ạ? Con thấy học lập trình rất dễ. Đúng rồi, rất dễ ha. Các bạn thấy là có học lập trình có dễ không nào? Học lập trình rất là dễ đúng không? Các bạn thấy học lập trình dễ thì các bạn comment là học lập trình dễ nè. Bạn Tam Trần, Tam Trần mở được mic cho con. Con mở mic và mở cam lên giao lưu cùng các bạn nào. Hello các con. Rồi các con cùng chào thầy Phương nè. Xin chào các con. Chào thầy Phương. Chào các con. Chào thầy ạ. Chào thầy. Các con thì hôm qua đến hôm nay để chưa gặp các bạn đúng không? Các bạn có nhớ thầy không?
con nhìn thấy thầy tóc ướt đâm mưa, các bạn biết thầy đi làm gì về? Ai đi chạy thể dục đấy, có bạn nào đi chạy thể dục bao giờ không? Có bạn nào trong lớp này, có bạn nào đi chạy thể dục về không? Em ạ. Ừ, có bạn bạn nào thích thể thao, thích thể dục hãy chia sẻ một chút về sở thích của mình nào. Thì xin mời Minh Tuấn ạ. Con thích môn con thích đi xe đạp. À, đi xe đạp à? Ok. Bình thường con đi chạy, con đi xe đạp được bao nhiêu km một lần? Con toàn đi xe đạp ở nơi gần thôi, như công viên Nghĩa Đô. Ok. Trong các bạn vào trong phòng học này có ai đã tạo được một cái project nào đẹp và muốn khoe cho các bạn không nào? Con có ạ. Từ Phan Sơn nào? Thầy đợi con sẽ gửi lên chat nha thầy. Không phải, gửi lên chat, con xem màn hình và con giới thiệu. Các bạn có biết xem màn hình không? Con biết ạ. Con bấm vào. Con xem được và con xem luôn ạ. Đâu rồi? Cái biểu tượng ở trên đầu của Sơn là trong trong chuyện gì nhỉ? Đấy đúng rồi, gì Sohoku gì đúng không? Vâng ạ. Đấy là biểu tượng của người bị làm sao? Chết tại à? Chết rồi. Đâu? Thầy đợi con chút ạ. Đâu khổ rồi, con đi ấn nhầm rồi thầy ơi. Thế nào, các bạn thử xem là Phan Sơn đã làm được game gì nhá. Là tên game này là gì? Cá mập săn mồi ạ. Ok, con mô tả game của mình nha. Đụng vào con bạch tuộc thì sẽ thua, cứ ăn được một con cá thì sẽ có một điểm ạ. Con thử chơi đi xem nào. Mình sẽ dê chuột đến đâu thì cá đi theo đến đấy đúng không? Vâng ạ. Nhưng phải tránh bằng tuộc ra đúng không? Vâng ạ. Ở đây để cái lệnh để cho con làm cho con cá mập nó di chuyển theo cái con chuột của mình, là con sử dụng câu lệnh nào các bạn? Dạ. Để con làm được cho con cá mập nó di chuyển theo con trỏ chuột thì con sử dụng câu lệnh gì? Đấy, con giới thiệu cho các bạn biết. Ở đây với con fish thì đầu tiên con sẽ cho quen cái lá cờ màu xanh cricket, sau đó là cho nó quay đến một vị trí, quay đến một góc độ nhất định như này ạ, chẳng hạn thế. Con cho cái này ra đây. À thôi thầy đợi con một chút, con chỉnh cái này sang tiếng Việt cho nó dễ nhớ, dễ đọc. Đây thầy, nhìn như này là dễ rồi thầy. Tất cả cám và tất cả con cá đều thế. Đến con cá mập thì nó thế này ạ. Các con nhìn câu lệnh của bạn Sơn để chúng ta bắt chước nha. Sơn giới thiệu về câu lệnh của con để cho các bạn có một cái chút gợi ý về cái cách dùng lệnh của con nào. Con cá mập là con khó nhất nên con sẽ giới thiệu đầu tiên. Đó chính là khi bấm vào cái lá cờ màu xanh thì nó sẽ liên tục hướng về đối tượng là con trỏ chuột, di chuyển 10 bước. Nếu như chạm vào con bạch tuộc thì dừng lại tất cả. Nếu như mà chạm phải bất kỳ một con cá nào như thế này này thầy, nó dài bằng thế này này thầy, con không rất nhiều cá đúng không? Bạn cho ở đây rất nhiều fish đúng không? Đấy thì nếu chạm vào bất kỳ một con fish nào cả đó đúng không? Thì sẽ được cộng thêm một điểm. Sau đó là nếu như khi bấm vào cái lá cờ màu xanh và chạm vào con bạch tuộc thì nó là lose, trong vòng 2 giây dừng lại tất cả. Hình như cái này con bị lạc chỗ này này. Vâng, con đang học đấy. Và khi bấm vào lá cờ màu xanh điểm đến số 7 thì sẽ nói là winner, trong 2 giây dừng lại tất cả ạ. Ok. Các con nhìn ở trong này sẽ có một số cái câu lệnh mới đúng không? Ví dụ như là bạn Sơn đã phải sử dụng câu lệnh cảm biến đúng không nhỉ? Để làm. Thì trong các buổi ngày nay và ngày mai thì thầy Thể và cô Tuyết sẽ hướng dẫn các con cái này. Để con cũng có thể sử dụng được các lệnh giống như của bạn Sơn. Các bạn nào mong muốn là làm được game giống như Sơn không? Ai muốn như vậy? Comment Sơn nào. Thấy Sơn giỏi không? Các bạn thấy nếu thấy Sơn làm rất hay, con có Sơn tuyệt vời vào trong phần chat nào. Chúng ta đối muốn với con bạch tuộc thì khi bấm vào lá cờ màu xanh đặt hướng bằng 30 độ. Cái này các bạn có thể tùy chọn được. Đặt kiểu xoay trái phải liên tục di chuyển 10 bước. Nếu tiếp xúc với cạnh thì sẽ bật lại. Con tất cả câu lệnh này lớp mình học chưa các con? Tất cả câu lệnh này chúng ta học chưa nhỉ? Học hết chưa các con? Đấy, đặt hướng này.
di chuyển sai trái phải này học hết rồi đúng không? Di chuyển liên tục, di chuyển 10 bước này, nếu chạm cạnh bật lại này đúng không? Như vậy là con bạch tuộc thì các con học hết rồi đúng không ạ? Rồi, ok. Còn cá này nữa này thầy. Cá thì giống hệt đúng không? À, cá và có chạm thứ gì lệnh chạm cá mập đúng không? Thì sẽ bị ẩn đi đúng không? Vâng ạ. Như vậy thì chúng ta phải học thêm cái lệnh là nếu chạm đúng không? Con chỉ cho các bạn cái nhóm lệnh đó. Vào đâu để lấy ra cái lệnh là nếu chạm cá mập ấy. Đấy, lệnh cảm biến đúng không? Thì sẽ vào phần điều khiển ạ. Chọn nếu thì cái này. Sau đó thì sẽ xuống dưới tìm đang chạm vào con chó chuột thì cái này mình có thể thay đổi xuống là shock. Và vào trong phần hiển thị chọn vào ẩn cho vào trong đây. Ok. Ra được thế này ạ. Rồi. Thế này ghép vào thế được ạ. Rồi, rất là hay. Sau buổi ngày hôm nay thì Đức nha, Sơn nha, Sơn sẽ đăng cái link bài của con nha, con phải up lên trên online sau đó con đăng cái link này lên để cho các bạn tham khảo câu lệnh của con nhé. Vâng ạ. Ừ, con sẽ đăng lên nhóm Facebook của mình nữa cho các bạn là đây là bài của tớ, bài của Sơn. Các bạn thích làm bài cá mập ăn cá, đúng không? Cá mập săn cá thì hãy làm theo câu lệnh của tớ, đúng không? Đấy, rất là đơn giản, các bạn sẽ làm được thôi. Ok, cảm ơn Sơn rất nhiều. Các bạn thấy rằng các con không có sẵn sàng để làm được bài như bạn Sơn không nhỉ? Vì trong 2 buổi tới là chúng ta sẽ làm được cái này ạ. Nha. Trong 2 buổi tới thôi cho các con đều làm được những game như này và con sẽ sáng tạo ra có thể là không phải cá mập săn cá nữa đúng không? Chúng ta sẽ làm bất kỳ những cái trò gì các con muốn đúng không ạ? Rồi. Ok. Rồi bây giờ thầy xin nhường lại sân khấu cho thầy Thể và thầy Tiết, cô Tiết để chúng sẽ bắt đầu cho các con nhé. Ok. Ừ. Alright, thank you Sơn. Cẩm Linh, chào Cẩm Linh. Cẩm Linh được lên hình chưa nhỉ? Con cũng được lên hình rồi. Hello Cẩm Linh. Hãy giới thiệu về mình đi con. Dạ, con thưa thầy, con là Phạm Cẩm Linh. Con ở Hoài Đức, Hà Nội. Và hiện giờ con sắp lên lớp 7. Con học tại trường Trung học cơ sở thị trấn Trạm Trôi ạ. Ừ, à con ở Trạm Trôi à. Trạm Trôi có món đặc sản gì nhỉ? Cái này thì con chịu, nhưng mà con được biết khóa học của thầy sau khi mẹ con học xong. À, thế là mẹ con cũng học của thầy Phương đúng không? Vâng ạ. Ừ, thế con học lập trình này con làm được sản phẩm gì? Con thì con cứ làm theo thầy xong rồi cái đợt này thì bài tập này thì con sẽ làm khác thầy để con có một trò chơi riêng ạ. Rồi, ok. Tức là trước đây Linh đã học lập trình chưa? Trước khi đến lớp của thầy con đã biết gì về lập trình chưa? Con chưa biết gì cả. Mấy cái ứng dụng này con không hề biết một cái gì luôn. À, thế con thấy khi học xong con nó có mở ra cho con một điều gì không? Có, nó mở mang cho con kiến thức. Bao giờ con chán con có thể tự làm game, sau đó là mình có thể chia sẻ game cho các bạn của con để các bạn chơi cùng, các bạn biết đến và con sẽ hướng dẫn các bạn của con để các bạn của con cũng có thể tự làm game ạ. Ok, tuyệt vời. Chúng ta comment là Cẩm Linh tuyệt vời đi nào. Ok, rất tuyệt vời đó. Thầy muốn các con khi đi học khóa học này, chúng ta không phải là người đi chơi game nữa các con ạ. Mà chúng ta sẽ trở thành những người như nào nhỉ các bạn? Sáng tạo ra game. Rồi, sáng tạo ra để cho người khác phải chơi game của mình đúng không? Và khi quá trình của con làm ra một cái game ấy, thì chúng ta sẽ phát triển tư duy. Sau này các con không chỉ giỏi lại để làm game đâu các con. Khi đầu óc chúng ta đã thông minh rồi, phát triển thông minh rồi, chúng ta suy nghĩ một cách logic, lập luận logic cho các con. Đấy. Các con sau này có thể dùng cái kiến thức đó, như cái trí tuệ của mình đã phát triển rồi, các con sẽ có thể làm được rất nhiều thứ hay trong cuộc đời của mình, có thể kiếm được rất nhiều tiền. Bạn nào mong muốn là sau này mình sẽ trở thành người giàu có và thành đạt thì comment con xem nào. Các con cũng muốn trở thành những người suốt ngày đi chơi game xong để người khác tu tiền của mình không? Các bạn nào muốn như thế không? Chúng ta sẽ không bao giờ như thế đúng không các con? Những ai đã học ở lớp của thầy sẽ trở thành những nhà sáng tạo đúng không? Chúng ta sẽ trở thành những nhà sản xuất. Không phải là những người tiêu thụ game đó đúng không? Và chúng ta sẽ làm ra những cái game hay mà có ý nghĩa cho xã hội đúng không? Tức là những cái game đó mọi người chơi xong phải thông minh ra. Chơi xong thì người ta yêu đời hơn đúng không? Người ta chơi xong người ta biết bảo vệ môi trường, làm cho cuộc sống trở nên tốt hơn đúng không? Các con đồng ý không nhỉ? Các con cũng muốn trở thành những nhà lập trình chân chính không? Bạn nào comment muốn trở thành một nhà lập trình chân chính, comment là tôi sẽ trở thành nhà lập trình chân chính nào. Bây giờ con gửi lên nhóm nha thầy. Ừ, ok. Cảm ơn Sơn. Ok. Rồi. Tuyệt vời.
Bây giờ thầy Phương sẽ nhường lại buổi học ngày hôm nay cho thầy Thể và cô Tuyết sẽ điều khiển để các thầy cô sẽ hướng dẫn các con những câu lệnh mà trong bài mà chúng ta vừa được thưởng thức từ bạn Sơn ấy. Hôm nay các con sẽ dần dần được khám phá hết tất cả những câu lệnh đó nha. Ok. Rồi, cảm ơn các nhà lập trình chân chính, chúng ta đã sẵn sàng cho bài học, chúng ta comment sẵn sàng. Ok, rồi. Xin mời thầy Thể. Rồi, thầy nhờ cô Tiết chỉ các con lại vào trong lớp học để chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay á. Rồi để chuẩn bị các nội dung cho buổi học ngày hôm nay thì các con cần phải là tải tư liệu của buổi học về. Thì bạn nào đã tải được tư liệu rồi á thì các bạn sẽ comment cho thầy số 1, còn bạn nào mà chưa tải được thì các con chú ý cách thầy làm để chúng ta tải tư liệu về cho buổi học ngày hôm nay nhé. Trước tiên thì các con vào trong trường hạnh phúc của mình. Các con vào trong trang trường hạnh phúc của mình và vào phần là bài học hay. Thì các con bấm vào cái buổi tối ngày 3 tháng 7, ngày 8 ngày 3 tháng 7. Sau đó thì các con sẽ tiến hành là bấm vào một phần này để tải các cái tư liệu của buổi học ngày hôm nay về. Đó, bấm vào đây. Ở đây thì sẽ có hai cái hình ảnh cho hai cái nhân vật chúng ta. Đó là hình ảnh robot thì các con để tải được thì con nhấp chuột phải vào trong nhân vật và các con bấm chữ tải xuống. Các con làm lần lượt như vậy cho đến khi là hết các cái tư liệu của buổi học ngày hôm nay á. Bạn nào đã tải được tư liệu rồi thì các con bấm cho thầy là số 1 nè. Rồi, để tải. Chúng ta khi mà chúng ta tải xong tư liệu thì chúng ta sẽ mở cái bài tập của mình, cái bài mà chúng ta đã làm về nhân vật robot đó, thì chúng ta sẽ mở cái bài đó lên để chúng ta tiếp tục ha. Thế thể chậm một chút, thầy chỉ lại cái vào tải bài nào để các con xem lại cho nó rõ. Rồi thầy sẽ làm lại cái phần tải tư liệu cho các con. Các con sẽ truy cập vào trang trường hạnh phúc nha. Các con vào trang trường hạnh phúc của mình. Và các con vào cho thầy cái phần là bài học 2. Và bài học 2 và các con tìm cái trên đầu trên cùng luôn là cái buổi tối buổi 8 tối ngày 3 tháng 7. Các con bấm vào phần bấm vào chữ vào đây để tải tư liệu về. Continue. Rồi các con sẽ bấm vào đây ha. Bấm vào trong cái buổi 8 đó và bấm vào đây bấm vào cái chữ vào đây màu xanh như thế này nè. Rồi các con bấm vào đây. Sau khi bấm vào đây thì nó sẽ hiển thị ra các cái tư liệu đó, có ba cái tư liệu mà chúng ta cần phải tải đó. Các con sẽ làm sao nhấp chuột phải ở đây đó, các con nhấp chuột phải và chọn cho thầy là chữ tải xuống nha để tải tư liệu đó, bấm chuột phải và chọn chữ tải xuống. Rồi khi các con đã tải xong tư liệu hết rồi thì các con sẽ mở phần mềm Slack của mình lên. Và thầy. Hôm nay có thể là cái mạng của thầy là nó hơi yếu đấy, cho nên là nó sẽ hơi mờ. Thế nên khi thầy làm đến đâu thì thầy zoom cho nó thật thật to vào thì các con sẽ nhìn rõ được. Được không ạ? Rồi, trước tiên thì các con cần phải khởi động cái phần mềm Slack của mình lên nha. Khởi động phần mềm Slack lên và mở cái bài hôm qua chúng ta đã làm được nửa phần nửa cho nhân vật robot chúng ta di chuyển đó. Đây, các con mở Slack lên. Mở cái bài hôm qua lên nhé. Rồi, sau khi mở được chương trình Slack thì để cái mở cái bài hôm qua thì các con sẽ vào file và các con chọn cho thầy là load from your computer. Đây, chọn đây, vào file nhé. Chọn đường dẫn là load from your computer để mở cái bài hôm qua của mình. Khi các con tải về thì nó sẽ nằm ở một download thông thường thì nó sẽ nằm ở một download và các con chọn vào đó, sau đó chọn cho thầy chữ open ở đây ha, chọn vào file, các con chọn vào file cần mở và chọn cho thầy chữ open. Bạn nào đã mở được cái bài của mình hôm qua giống như thầy thì các bạn comment cho thầy chữ A nè. Các con đã mở được lên một cái bài có các câu lệnh mà hôm qua chúng ta đã thực hiện thì các bạn comment cho thầy chữ A.
Rồi bây giờ để có thể tiếp được các cái nội dung của ngày hôm nay thì trước khi thì vào thì thầy sẽ mở lại cái đoạn cái game mà hôm trước chúng ta đã làm để hoàn chỉnh đó, cho các con xem một lại một lượt nha. Và khi xem cái game này thì các con cần để ý cho thầy là các cái trạng thái của nhân vật đó, của các cái nhân vật của chúng ta có những hành động gì nha. Nhân vật robot và nhân vật ngôi sao rồi nhân vật quả bom thì các con để ý các trạng thái nha. Rồi thầy chạy chương trình. Đó, khi thầy di chuyển và chạm vào ngôi sao đó, hoặc là chạm vào ở trong phần ngôi sao và quả bom thì nhân vật của thầy có phát ra một âm thanh đúng không nào, và chuyển đổi trạng thái. Vậy thì làm sao làm được như thế này, và ngôi sao của thầy và quả bom là từ phía trên rơi xuống đúng không nào. Như vậy thì chúng ta sẽ qua cái bài của mình nhé. Đây, hôm trước là các con đã làm cho được cho nhân vật của chúng ta sẽ là di chuyển khi bấm phím mũi tên. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho nhân vật chúng ta từ ở phía trên rơi xuống phía dưới như thế này và rơi một cách ngẫu nhiên. Đó. Bây giờ thầy sẽ làm đối với nhân vật của ngôi sao trước nha. Thì để lập trình cho nhân vật ngôi sao thì các con chọn vào nhân vật ngôi sao. Và các con nhớ là gì? Hôm trước là các con đã được làm là nhân vật của chúng ta là từ ở phía dưới này bay lên phía trên đúng không nào? Và chuyển từ bên trái sang bên phải. Thì hôm nay nhân vật của chúng ta sẽ từ phía trên chuyển xuống phía dưới. Và các câu lệnh này thì nó cũng hoàn toàn tương tự như là việc mà di chuyển sang trái hoặc sang phải. Khác là chúng ta sẽ đổi cái hướng chuyển động của nhân vật. Các bạn thì bạn nào cho thầy biết coi là các bạn comment cho thầy coi là để làm cho nhân vật chúng ta chuyển động từ một vị trí nào đó sang một vị trí mới thì các con dùng câu lệnh gì nào. Các con comment cho thầy ha, để chuyển động thì chúng ta sẽ đúng rồi, chúng ta sẽ vào nhóm lệnh motion đúng không ạ. Bạn Nhật Minh này, bạn Dương Tiến này, Gen XY này, Gline này, rất là nhiều bạn nhớ bài đúng không nào. Rồi bây giờ chúng ta để cho nhân vật chuyển động từ phía trên xuống phía dưới thì chúng ta sẽ thực hiện các bước như sau ha. Đầu tiên bước một là các con sẽ cầm nhân vật của mình để ở vị trí bắt đầu, là vị trí xuất phát, là khi chạy chương trình thì nhân vật chúng ta sẽ xuất hiện tại vị trí nào trước. Và sau đó thì các con sẽ kéo vào trong chương trình của thầy, rồi trong chương trình của mình là câu lệnh ở thẻ motion và kéo vào lệnh là go to XY. Đây là các câu lệnh mà các con đã được học hôm trước đúng không nào. Chúng ta sẽ kéo câu lệnh XY, go to XY vào trong. Bạn nào đã kéo được câu lệnh go to XY vào trong rồi thì các con comment cho thầy chữ A nè. Và các con nhớ là về nhớ lại ha, là khi chương trình muốn chương trình chúng ta chạy được thì chúng ta phải gắn vào khối lệnh sự kiện nào nè. Khi chương trình chạy thì chúng ta sẽ gắn vào sự kiện nào nè. Các bạn vào khối lệnh event để cho chương trình chúng ta chạy thì chúng ta sẽ gắn vào khối lệnh sự kiện là when list ha. Lá cờ when list, bạn Khánh Nhật Khánh nè, bạn Nhật Minh nè, rồi Đức Dương vân vân, các bạn đã comment rất là chính xác ha. Chúng ta sẽ kéo khối lệnh event vào trong khối lệnh event và kéo khối lệnh when list vào ha. Các con vào xong khối lệnh event và kéo cho thầy khối lệnh when list vào trong chương trình, sau đó gắn khối lệnh go to này vào trong chương trình. Rồi bước thứ hai ha, lập trình, chúng ta lập trình cho nhân vật. Lập trình cho nhân vật ngôi sao di chuyển. Rồi bước một là kéo nhân vật. Alo ạ, thầy ơi, thầy zoom to cái quất lên để bà con nhìn cho rõ hơn ạ. Em đang nhìn trên điện thoại nó hơi nhỏ ạ. Rồi bước một nha con, cái con là kéo nhân vật lên phía trên cùng. Sau đó thì kéo lệnh là go to XY. Con kéo lệnh go to XY vào trong chương trình.
Rồi, con kéo lại câu tư yêu trong chương trình nhé. Đó là bước 1. Bước thứ hai là các con sẽ làm gì? Để cho nhân vật xuất hiện từ phía trên xuống phía dưới thì các con sẽ kéo nhân vật xuống phía dưới. À, kéo nhân vật xuống phía dưới như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng vào thẻ motion và chúng ta kéo lệnh glide. Ai vào motion ha, các con vào motion và kéo lệnh glide vào trong chương trình. Ai? Các con kéo vào đây. Đó là bước 2 nha. Bước 2 là chúng ta sẽ kéo lệnh glide vào trong chương trình. Rồi, bước hai là kéo nhân vật ngôi sao xuống phía dưới cùng. Và chọn là qua kéo câu lệnh. Glide vào. À, các con kéo câu lệnh glide vào trong chương trình. Rồi, bây giờ thầy chạy thử nha. Bấm vào lá cờ thì các con thấy là gì? Nhân vật ngôi sao của chúng ta đã rơi từ phía trên xuống dưới đúng không nào? Bạn nào đã làm cho nhân vật ngôi sao của mình rơi từ phía trên xuống phía dưới thì các bạn comment cho thầy là chữ B nè. Rồi. Bạn nào đã làm cho ngôi sao của mình chuyển động từ phía trên xuống dưới thì các bạn comment cho thầy chữ B. À, thầy nhắc lại nha. Đầu tiên là các con sẽ kéo lệnh go to it vào. Và bước thứ hai là các con kéo vào lệnh glide vào đặt vào đây. À. Rồi, các con thấy là gì? Ngôi sao của chúng ta liên tục được rơi xuống đúng không nào? Nhưng mà ngôi sao của thầy là gì? Khi nào bấm một lá cờ thì mới rơi xuống. Nhưng mà là gì? Để cho ngôi sao này liên tục rơi thì chúng ta sẽ sử dụng khối lệnh nào nè? À, các bạn comment cho thầy là chúng ta sẽ sử dụng khối lệnh nào để làm cho nhân vật chúng ta rơi xuống liên tục nè. Rồi, để cho nhân vật chúng ta thực hiện một việc gì nào đó rất liên tục. À, Hà Phương này, Đức Huy này, rồi là Thảo An này, comment là forever đúng không? Cho để cho nhân vật chúng ta thực hiện liên tục một việc nào đó thì chúng ta sẽ vào nhóm lệnh control. Chúng ta sẽ vào nhóm lệnh control và tìm đến câu lệnh forever và kéo vào trong chương trình. À, đây. Lúc này thì nhân vật của chúng ta sẽ rơi liên tục đúng không nào? Rồi, con nói là vậy, nhân vật ngôi sao của chúng ta sẽ rơi liên tục từ phía trên xuống phía dưới. À, tuy nhiên thì các con nhìn thấy là vậy, trong chương trình của thầy là nhân vật ngôi sao của thầy là có khi thì sao? Có khi thì từ ở vị trí này chẳng hạn. À, nhân vật ngôi sao của thầy là gì? Có khi là sẽ là từ vị trí này, ở đang ở vị trí này và rơi xuống phía dưới, hoặc là đang ở vị trí ở đây, hoặc là ở đây, đúng không nào? Hoặc là ở đây. Có nghĩa là gì? Một vị trí ở phía trên và bất kỳ một vị trí ở phía trên sau đó rơi xuống dưới, đúng không nào? Các bạn làm sao cho nhân vật chúng ta làm được điều này thì các con chú ý nha. Trước tiên thì các con sẽ quan sát cho thầy. À, khi thầy kéo nhân vật ngôi sao của thầy đặt ở phía trên cùng như thế này, à, thì các con để ý ở cái phần là tọa độ x của nhân vật. Khi ở trên cùng thì tọa độ x của nhân vật của thầy là như thế này, là -223. Và khi thầy di chuyển nhân vật thầy sang bên ở giữa chẳng hạn, ở đây chẳng hạn, thì các con nhìn thấy là gì? Tọa độ x của nhân vật của thầy được thay đổi là -34, đúng không nào? Và thầy tiếp tục là gì? Kéo nhân vật này đến vị trí ở phía trên cùng và sát vào mép bên phải, thì các con thấy là gì? À, nhân vật của thầy nằm ở phía trên cùng, nằm sát mép bên phải thì tọa độ x của thầy là 225. Đó, các bạn thấy tọa độ x liên tục được thay đổi khi mà nhân vật thay đổi vị trí, đúng không nào? Như vậy thì làm sao làm được điều đó thì các con sẽ thấy là gì? Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái khối lệnh nữa, đó là khối lệnh là lấy ngẫu nhiên. À, đó, lấy ngẫu nhiên từ vị trí đầu tiên này cho đến vị trí kết thúc để làm được điều này thì là đây, chúng ta sẽ làm gì? Cho nhân vật ngôi sao chúng ta là ngôi sao xuất hiện ở vị trí ngẫu nhiên, đúng không? À, vị trí ngẫu nhiên thì ta làm như sau. Bước 1 là gì? Các con sẽ
kéo cái nhân vật ngôi sao của mình ở vị trí xuất phát đầu tiên, kéo nhân vật ngôi sao. Sau đó các con sẽ quan sát cho thầy là tọa độ x là đang là -230 đúng không nào? Tôi kéo đây và tọa độ -230. -230 sau đó các con sẽ là vào trong cái khối lệnh operator. À, các con vào trong cái khối lệnh là operator. Đây, khối lệnh operator. Và các con tìm cho thầy khối lệnh có tên là bit random. Ở đây. À. Thầy làm lại ha. Các con vào khối lệnh operator và tìm đến cho thầy là bit random. Đây. Khối lệnh chúng ta cần tìm nha. Nằm ở trong khối lệnh operator. Đây. Sau khi kéo nhân vật xong rồi thì chúng ta sẽ tìm đến bước 1 là kéo nhân vật. À, ngôi sao vào vị trí trên cùng bên trái. Rồi, tiếp theo là kéo cái khối lệnh là bit random. À, các con sẽ kéo khối lệnh bit random ở phần operator. Đây, thầy sẽ kéo vào đây. Bạn nào đã kéo được khối lệnh tìm thấy và kéo được khối lệnh bit random operator, bit random vào trong chương trình nè, comment cho thầy là chữ B nè. Rồi, các con để ý ha, như vậy là gì? Ở trong câu lệnh bit random chúng ta sẽ có hai cái phần. Phần thứ nhất cái này, số 1 và số 10. Hai số này có ý nghĩa như thế nào? Số 1 này có nghĩa là gì? Là các con sẽ cho nhân vật chúng ta xuất hiện ở vị trí ban đầu là vị trí nào, và trong cái khoảng kết thúc giới hạn là vị trí nào, thì chúng ta sẽ gõ vào ở phần số 1 và số 10 ở đây. Như vậy là gì? Ban đầu thì thầy muốn cho xuất hiện ở mép trên cùng bên trái, và tọa độ điểm x của thầy đang là -230, thì thầy sẽ gõ cái con số này vào trong cái phần số 1. Đây, thầy gõ là -230. Đó. Sau đó là gì? Đây, ở phần tọa thứ nhất ha, thầy sẽ gõ vào -230 trùng với tọa độ x của nhân vật của thầy thì đang là đây, trùng với tọa độ x của thầy là đang là vị trí -230. Tiếp theo, thầy sẽ kéo nhân vật của thầy sang mép trên bên tay phải, cạnh trên bên tay phải. Đó, đây. Sau khi thầy kéo cạnh trên bên tay phải thì gì? Các bạn xem tọa độ x của bao nhiêu thì chúng ta điền ở phần số thứ hai. Đây, tọa độ x của thầy là sẽ là 232. Đó, thầy sẽ gõ vào đây là 232. Thế vậy sau đó vậy chúng ta thấy đây là tọa độ x của nhân vật đang thay đổi, thì chúng ta sẽ kéo cái câu lệnh bit random này vào trong cái vị trí tọa độ x của câu lệnh gla. À, xin lỗi, vào trong vị trí là go to. Đây. Đó, các con nhìn thấy à. Thầy sẽ kéo cái câu lệnh bit random này vào trong cái tọa độ x của câu lệnh là go to. Bạn nào đã kéo được và đặt cái tọa độ của nhân vật ngôi sao của mình vào trong tọa độ x như thế này rồi, comment cho thầy là số 4 nè. Rồi, bây giờ các con nhìn thấy ha, khi thầy sẽ chạy chương trình thì các con sẽ nhìn thấy nè. À, thầy bấm vào đây. Thì nhân vật ngôi sao của thầy đã được xuất hiện một vị trí rất là ngẫu nhiên từ phía trên đúng không nào? À, xuất hiện một cách vị trí là ngẫu nhiên từ phía trên. À, các con thấy là gì? Dù xuất hiện ở đâu thì nhân vật của thầy vẫn là điểm kết thúc là góc dưới bên tay phải, tay trái đúng không nào? Như vậy là gì? Làm sao cho cái điểm xuất phát là từ phía trên nhưng mà điểm kết thúc cũng là một vị trí ngẫu nhiên, thì chúng ta cũng sử dụng hoàn toàn giống như là câu lệnh ở trong phần câu tu. Thì chúng ta sẽ làm sao? Đây, chúng ta sẽ nhân bản, thấy không? Các con chọn vào câu lệnh bit random nè, và các con sẽ nhân bản cái này lên. Đó. Các con sẽ nhân bản. Làm sao nhân bản là chúng ta nhấp chuột phải vào trong câu lệnh bit random và chọn cho thầy là đức dịch hay. Đó. Thế thầy ơi, thầy nhớ ghi bài vừa dạy vừa ghi bài cho các con nhé. Dạ. Rồi,
Các con nhớ ha, là để cho nhân vật chúng ta sẽ xuất hiện một vị trí ngẫu nhiên thì chúng ta sẽ chọn câu lệnh là viết random nhé. Rồi, để cho nhân vật là xuất hiện ngẫu nhiên. Nhưng thì ta dùng lệnh là câu lệnh bitram đầm. Và các bạn nhớ là đặt tọa độ bắt đầu xuất hiện và cái giới hạn cuối cùng của tọa độ kết thúc là tọa độ nào thì các bạn sẽ ghi ở phần tọa độ ở đây. Rồi, để cho nhân vật là biến mất nhưng mà biến mất một cách ngẫu nhiên ở phía dưới, cạnh dưới của sân khấu, đúng không nào, cạnh dưới của cái màn hình của chúng ta, thì chúng ta sẽ làm như sao? Chúng ta nhân bản lên đây để nhân vật rơi xuống nè, đúng không nào, vị trí ngẫu nhiên. Nhiên thì ta nhân bản câu lệnh là biết cam đâm và đặt vào câu lệnh the line, đúng không nào? Đây thầy làm nhá, chúng ta sẽ nhân bản câu lệnh biết cam đâm bằng cách là nhấp chuột phải chọn duplicate. Sau đó chúng ta để vào phần câu lệnh là ít random. Thầy chọn duplicate nhá và đặt vào tọa độ điểm ít ở đây. Như thế này. Đây con thấy à. Rồi bây giờ thầy sẽ chạy chương trình cho con xem nhá. Và là gì? Nhân vật ngôi sao của chúng ta đã rơi và xuất hiện ở vị trí rất là ngẫu nhiên, đúng không nào? Bạn nào đã làm cho ngôi sao của chúng ta rơi được giống như của thầy thì các bạn comment cho thầy là số 1 ạ. Rồi thầy nhắc lại ha, là các con sẽ dùng câu lệnh biết random, sử dụng câu lệnh go to và glide giống như là hôm trước, nhưng mà chúng ta sẽ cho nhân vật xuất hiện ở vị trí ngẫu nhiên và kết thúc ở vị trí ngẫu nhiên, thì chúng ta sẽ chọn câu lệnh là with random ở phần operator. Phần này đây, câu lệnh with random ở phần operator. Rồi tiếp theo nhá, là bây giờ câu lệnh glide của chúng ta thấy là gì? Ở vị trí này cho phép chúng ta điều chỉnh thời gian kết thúc của một nhân vật, đúng không nào? Chúng ta sẽ muốn cho nhân vật chúng ta là rơi nhanh hay chậm thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở khoảng thời gian ở đây. Đây thầy điều chỉnh ở đây, ví dụ chẳng hạn như là thầy cho là số 2 chẳng hạn, thì nhân vật của thầy sẽ rơi với tốc độ khác. Đúng không nào? Như vậy là gì? Chúng ta đã làm cho nhân vật của chúng ta xuất hiện và rơi xuống một cách ngẫu nhiên. Như vậy là các con thấy là nhân vật quả bom của chúng ta sẽ như thế nào so với nhân vật ngôi sao nào? Rơi giống nó, đúng không nào? Nhân vật của chúng ta ngôi bỏ bom sẽ cũng rơi từ phía trên xuống phía dưới nhân vật ngôi sao, đúng không nào? Thì để cho cái hành động của bỏ bom mà thực hiện giống như là các hành động của nhân vật ngôi sao thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ nhân bản các cái câu lệnh của câu lệnh ngôi sao vào trong bỏ bom. Như vậy để làm sao để nhân bản được câu lệnh thì chúng ta làm như sao? Chúng ta sẽ đưa chuột vào phần câu lệnh của nhân vật, sau đó chúng ta kéo vào trong quả bom, đúng không nào? Bạn nào đã thực hiện nhân bản các cái câu lệnh của ngôi sao vào trong quả bom giống như thầy nè, các bạn comment cho thầy là số 2 nè. Bạn nào đã làm xong tiếp theo ha, làm lập trình cho nhân vật quả bom. Rồi, là sao chép câu lệnh từ nhân vật ngôi sao
Wow. Nhân vật. Đúng không? Rồi. Rồi bây giờ thầy sẽ chạy nha các con xem đó. Đây nhân vật quả bom của thầy đã rơi. Đúng không nào? À, bạn nào làm cho ngôi sao và nhân vật quả bom của mình rơi tự do xuất phát và rơi tự do như thế này thì comment cho thầy số 3 nè. Đây, các bạn bạn nào đã làm được như vậy comment cho thầy số 3. Các con thấy là gì? Khi nhân vật quả bom rơi và nhân vật ngôi sao rơi thì sẽ xuất hiện và rơi cùng một lúc đúng không nào? À, do hai cái câu lệnh này chúng ta sử dụng là đoạn lệnh giống nhau. Nhưng mà thầy muốn là gì? Là nhân vật của quả bom của thầy sẽ xuất hiện vào một khoảng thời gian nào đó sau khi nhân vật ngôi sao xuất hiện. Thì chúng ta sẽ làm như sao? Để cho nhân vật là gì? Khi chạy chương trình thì nhân vật quả bom của chúng ta là không có xuất hiện và sẽ xuất hiện sau một giây. À, nhân vật chúng ta sẽ xuất hiện sau một giây thì các bạn thấy là chúng ta sử dụng lệnh nào? Khi chương trình chạy mà nhân vật chúng ta không xuất hiện thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh nào nè? À, nhân vật chúng ta sẽ không xuất hiện thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh nào nè? Lệnh ẩn đi đúng không nào? Lệnh ẩn và lệnh quyết đúng rồi bạn. Nhật Khánh nè, Đình Trọng nè, Trọng Quân nè. Đúng rồi, nhiều bạn là có comment rất là chính xác, chúng ta sử dụng lệnh đợi và lệnh ẩn như vậy làm sao? Khi bắt đầu chương trình, chúng ta thấy là gì? Khi bắt đầu chương trình thì nhân vật của chúng ta sẽ ẩn đi đúng không nào? Chúng ta sẽ vào lệnh lúc, vào khóa lệnh lúc và tìm đến cho thầy câu lệnh 2 kéo vào trong chương trình. À, khi bắt đầu chương trình thì nhân vật của chúng ta ẩn đi và sau một giây thì nhân vật chúng ta mới xuất hiện thì chúng ta lại vào thẻ control và kéo khóa lệnh quét vào trong chương trình. À, như thế này. Đây. À, bắt đầu chương trình thì nhân vật ẩn và sau một giây thì mới xuất hiện. Đúng không nào? Bạn nào đã kéo được các khối lệnh như thầy rồi thì comment cho thầy là chữ A nè. Đây. Là để cho nhân vật xuất hiện là gì? Khi bắt đầu chương trình. Thì nhân vật bom xuất hiện sau một giây. Đó, xuất hiện sau một giây. Đây, khi xuất hiện sau một giây rồi, sau một giây thì nhân vật chúng ta phải hiện lên đúng không nào? Sau một giây thì nhân vật chúng ta phải hiện lên, chúng ta lại tiếp tục vào câu lệnh là lúc, có lệnh lúc và tìm đến lệnh show để cho nhân vật chúng ta hiện lên. À, xuất hiện sau một giây và chúng ta gắn khóa lệnh này vào như thế này thì các bạn thấy là gì? Khi chạy chương trình nè, nhân vật ngôi sao cũng thầy xuất hiện, sau đó một giây sau thì nhân vật quả bom mới xuất hiện. Và thầy muốn là gì? Nhân vật quả bom của thầy di chuyển với một tốc độ khác so với tốc độ của nhân vật ngôi sao thì thầy điều chỉnh ở phần slide đây. Thầy ví dụ như là thầy cho bom sẽ di chuyển là chậm hơn chẳng hạn. Đây. Điều chỉnh tốc độ quả bom. Chúng ta sẽ điều chỉnh. Tốc độ quả bom. Bom rơi. Đây, làm ở phần glide ha. Trong phần là slide. Bạn sẽ điều chỉnh ở đây ha. Rồi như vậy khi chạy chương trình nè. Nhân vật của thầy rơi xuống và xuất hiện. Đúng không nào? Bạn nào làm cho nhân vật của chúng ta rơi với tốc độ và vị trí xuất hiện, thời gian xuất hiện khác nhau thì comment cho thầy là chữ Y nè. Làm được giống như thầy thì comment cho thầy chữ Y nè. Và rất là nhiều bạn đã thực hiện xong đúng không nào? Thì trong chương trình của chúng ta thấy là gì? Các con thấy là gì? Nhân vật của bot chúng ta là khi di chuyển mà nếu chạm vào quả bom hoặc chạm vào ngôi sao thì phát ra âm thanh đúng không nào? Các con chú ý ha, con chú ý thầy phân tích cái này một xíu ha.
là nhân vật, quả bơ nhân vật là robot. Khi di chuyển, nếu chạm vào bom thì phát ra âm thanh và chuyển trạng thái. Rồi đó, nhân vật chúng ta sẽ di chuyển, chúng có bom mà chuyển trạng thái thì các con thấy là gì? Đây, vậy là làm sao chuyển trạng thái thì các con sẽ xem đây. Chúng ta sẽ chọn vào nhân vật robot, tìm nó cho thầy thẻ custom. À, đây, thẻ custom chúng ta thấy là gì? Nhân vật robot chúng ta sẽ có rất là nhiều trạng thái đúng không nào? Đây là trạng thái thứ nhất nè, trạng thái thứ hai, trạng thái thứ ba và trạng thái thứ tư. Thì ở đầu buổi học thì thầy có yêu cầu các bạn là tải cái phần tư liệu. Thì để đó gì, chúng ta sẽ thay đổi trạng thái. Trạng thái đó là gì? Khi chạm vào quả bom thì nhân vật chúng ta sẽ có một trạng thái khác, và chạm vào ngôi sao thì sẽ có một trạng thái khác. Nhưng mà để thêm trạng thái cho nhân vật, chúng ta sẽ vào thẻ custom, chọn cho thầy là hình đầu mèo ở đây và chọn cho thầy biểu tượng upload. Đây. À, bước 1 là các bạn chọn cho thầy là custom. Và đây, bước 1 chọn thầy là custom, sau đó chọn cho thầy là hình đầu mèo và biểu tượng upload ở đây. Đây. Chọn custom, chọn đầu mèo và chọn biểu tượng upload để thêm nhân vật, thêm trạng thái nhân vật. Đó. Chúng ta sẽ thêm trạng thái nhân vật vào thẻ custom và đây, để thêm trạng thái cho nhân vật. Thêm trạng thái cho nhân vật. Rồi, thêm trạng thái cho nhân vật thì chúng ta làm như sau. Đó, chúng ta sẽ vào biểu tượng là vào thẻ custom. Chọn hình đầu mèo và biểu tượng upload. Đó. Đây. Thì làm lại nha, vào custom, chọn cho thay hình đầu mèo và biểu tượng upload. Đây. Các bạn làm hoàn toàn giống như chúng ta thêm nhân vật nha. Làm việc này hoàn toàn giống như chúng ta thêm nhân vật. Đó. Chọn ở đây. Và cái hình nhân vật, trạng thái nhân vật mà các bạn đã tải về ở lúc đầu giờ thì các bạn sẽ chọn vào nhân vật. Thầy thêm trạng thái, đây là trạng thái khi chạm vào ngôi sao. Bạn nào đã thêm được nhân vật, trạng thái nhân vật khi chạm vào ngôi sao như thế này cho thầy thì comment cho thầy là chữ A nè. Rồi, thì để thêm trạng thái nữa cho nhân vật thì chúng ta thực hiện tương tự lại đúng không nào? Vào thẻ custom, vào hình đầu mèo và chọn biểu tượng upload, sau đó chọn trạng thái tiếp theo của nhân vật. Ở đây, nhân vật chặn, đây là trạng thái của nhân vật khi chạm vào quả bom. Và các con lưu ý là gì? Khi chạm vào quả bom thì trạng thái của nhân vật của chúng ta có tên là robot B2. Đúng không nào? Rồi, chạm vào chạm vào quả bom thì có nhân vật của chúng ta có tên là robot C2. Còn nếu chạm vào ngôi sao thì nhân vật, trạng thái nhân vật của chúng ta có tên là robot B2. Ở đây, đó, đây là tên của nhân vật. Còn lưu ý ha, một lát nữa chúng ta sẽ chọn cho đúng. Bây giờ để hiển thị trạng thái của nhân vật, để hiển thị được trạng thái của nhân vật thì gì? Chúng ta sẽ sử dụng một cái khối lệnh mới, đó là switch custom. Đây. Các con sẽ sử dụng khối lệnh là gì? Để chọn trạng thái cho nhân vật thì chúng ta sẽ vào thẻ khối lệnh look và tìm đến cho thầy khối lệnh là switch custom. Thế này. Đó. Các bạn nào đã tìm thấy và kéo được khối lệnh switch custom vào trong chương trình
thì comment cho thầy. Số 1 nè. Đây. Trạng khối lệnh là which có tâm là chuyển trạng thái cho nhân vật. Vậy là khi chạy chương trình thì nhân vật của chúng ta sẽ có một vị trí xuất hiện đúng không ạ? À, chúng ta sẽ kéo nhân vật đến vị trí xuất hiện ở vị trí nào thì chúng ta sẽ vào câu lệnh motion. À, tìm đến câu lệnh là go to. Đó. Và nhân vật chúng ta sẽ xuất hiện tại vị trí này. Và xuất hiện với trạng thái nào thì chúng ta sẽ gắn khối lệnh trạng thái đó vào trong chương trình. À, trạng thái đầu tiên thầy muốn xuất hiện là trạng thái này. Đây, trạng thái A. Đây là biểu tượng của robot. Khi chạy chương trình chưa va chạm vào nhân vật nào hết thì trạng thái của nhân vật sẽ là trạng thái A và có tên là robot A. Trạng thái này đây. Và có tên là robot A cho nên là gì? Khi các bạn kéo khối lệnh with custom ở đây. Khi các bạn kéo vào khối lệnh with custom ở đây thì chúng ta cho phép chúng ta là gì? Ở phần này nè, cho phép chúng ta lựa chọn các cái trạng thái nhân vật. Đó, chọn trạng thái nhân vật. Đây. Dạ không, thầy ơi, em xin phép một chút ạ. Em xin phép một chút ạ. Cô Tuyết nhắc các con nhá. Hiện tại cô Tuyết thấy các con spam rất là nhiều. Cô Tuyết nhắc con này, các con chỉ theo dõi bài thầy làm, các con thực hành theo thầy. Khi nào các con làm được bài, các thầy bảo con comment chữ gì thì các con chỉ comment một chữ thôi nhá các con nhá. Còn nếu như bạn nào mà các con comment nhiều chữ, các con spam ấy, cô Tuyết sẽ mời con ra khỏi phòng nhá. Được chưa? Dạ vâng ạ. Rồi em cảm ơn thầy ạ. Với thầy có nhiều bạn là báo là mờ quá ấy, thì thầy có thể zoom to lên một chút để cho các con nhìn rõ hơn ạ. Dạ vâng, thầy sẽ cố gắng zoom to lên ha. Rồi, bây giờ để các con tiếp tục nhé. Để có thể là gì? Chọn trạng thái. Trạng thái cho nhân vật. Đó, cho nhân vật thì ta chọn câu lệnh là with custom nhé. Đây, chọn câu lệnh with custom và chọn lựa chọn trạng thái ở đây. Được không nào? Bạn nào đã chọn trạng thái xuất hiện của nhân vật mình là trạng thái A rồi thì các bạn comment cho thầy là số 1 nè. Comment cho thầy chữ A hoặc là chữ A. Comment số 1 hoặc là chữ A. Rồi, các bạn đã chọn được trạng thái A rồi đúng không nào? Vậy, chúng ta quay lại một xíu ha. Là gì? Chương trình của thầy là gì? Nếu chạm nè, chúng ta thấy là gì? Nếu chạm vào bom thì phát ra âm thanh. À, nếu chạm vào bom thì phát ra âm thanh. Đúng không nào? Như vậy là gì? Chúng ta sẽ chuẩn bị âm thanh để chúng ta phát ra đúng không nào? Chúng ta sẽ chọn vào nhân vật robot và vào thẻ sao. Đó, chúng ta sẽ vào thẻ sao để chọn âm thanh. Đó. Như vậy là gì? Để thêm âm thanh. Đó, để thêm âm thanh cho nhân vật khi mà phát ra đúng không nào? Thì là gì? Thêm âm thanh cho nhân vật. Rồi vào thẻ sao. Đó. Ta sẽ vào thẻ sao. Đây. Vào thẻ sao, chọn vào biểu tượng hình cái loa và chọn vào công cụ tìm kiếm. Đây. Đó. Con nhìn thấy là gì? Vào thẻ sao và nhấp vào biểu tượng hình cái loa ở đây. Sau đó các con chọn vào hình cái kính lúp để tìm. Đó. Để thêm âm thanh nhé. Rồi, chọn vào hình loa và chọn vào âm thanh. Thầy thực hiện nhé. Đây thì chọn vào biểu tượng kính lúp nè. Và gõ tên. Ở trong chương trình này thì thầy sẽ sử dụng một cái âm thanh tên là Ghost. Đây. Các bạn sẽ gõ tên âm thanh mình cần sử dụng và chọn vào đây, thầy sử dụng cái âm thanh này đây. Đó, thầy sử dụng âm thanh này. Sau đó thầy sẽ chọn âm thanh đúng không nào? Rồi, ta sẽ gõ tên âm thanh cần sử dụng. Đó, chọn vào. Đây thầy chọn vào. Và nhân vật thầy là gì? Khi chạm vào quả bom thì sẽ phát ra âm thanh này. Và khi chạm vào vào ngôi sao thì sẽ phát ra một âm thanh khác. Cho nên là thầy cũng sẽ làm tương tự lại. Là
để thêm âm thanh thì vào kẻ lệnh sau, chọn vào khối lệnh là cái loa và chọn vào hình dấu kính lúp để chúng ta tìm ha. Chúng ta sẽ sử dụng lệnh âm thanh nữa đây. Đó, chọn âm thanh. À. À, bây giờ sau khi đã chuẩn bị xong âm thanh thì chúng ta sẽ làm gì? Lập trình cho nhân vật robot chúng ta chạm vào âm thanh, chạm vào bom và chạm vào ngôi sao sẽ phát ra một âm thanh, đúng không nào? Rồi, giờ các bạn quay lại trở lại thầy code, giờ lập trình cho quay lại thầy code và lập trình cho nhân vật robot. Rồi, bạn nào đã thêm được các âm thanh hết vào trong chương trình rồi thì các bạn comment cho thầy là số 2 nè. Đã thêm được âm thanh vào trong hai âm thanh mà thầy vừa làm đó, thầy làm lại nha. Vào thẻ lệnh sao. Chúng ta vào thẻ lệnh sao. Vào thẻ lệnh sao. Sau đó các bạn vào biểu tượng hình, biểu tượng loa. Loa ở đây. Và biểu tượng hình, biểu tượng loa. Và chọn cho thầy là hình cái kính lúp. Sau đó gõ tên âm thanh. Và chọn âm thanh. Chúng ta sẽ sử dụng hai âm thanh là Ghost và Coil. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm lập trình cho nhân vật chúng ta khi chạm vào, đúng không ạ? Cái câu hỏi là gì? Nếu... còn chú ý ha, nếu đây, nếu chạm vào thì nếu chạm vào bom thì phát ra âm thanh. Bây giờ chúng ta sẽ làm giống như chúng ta đang nói luôn ha, nếu chạm thì làm sao. Đây, các con sẽ làm cho thầy vào cho thầy cái khối lệnh là gì, sự kiện là control. Đây, các con sẽ vào trong control tìm đến cho thầy là sự kiện câu lệnh nếu thì. Đây, câu lệnh này đây. Is then. Câu lệnh control, vào thế lệnh control và tìm được cho thầy khối lệnh là nếu thì. Chúng ta sẽ tìm cho thầy cái khối lệnh này. Bạn nào tìm thấy và kéo được khối lệnh này vào bên trong chương trình rồi thì các bạn comment cho thầy chữ A nè. Đây. Được chưa? Chúng ta sẽ kéo câu lệnh nếu thì vào trong chương trình. Đây, gắn vào đây. Nếu như thế nào, nếu như là sao, nhân vật robot chạm vào quả bom thì để có thể là lệnh chạm thì các bạn sẽ tiếp tục vào cho thầy cái khối lệnh là sensing. Đây ha, các bạn vào cho thầy là sensing và touching. Đây, các bạn chọn ở đây tìm khối lệnh chạm ha. Đây, tìm khối lệnh chạm. Và ở phần sensing và chọn khối lệnh là touching. Sensing và touching các bạn sẽ kéo vào. Thấy chưa? Ở đây là gì? Các bạn thấy là gì? Cái phần này nó có một cái biểu tượng như thế này nè. Ở phía trên này nè còn rỗng rồi, đúng không nào? Chúng ta sẽ gắn cái khối lệnh touching này nè. Chúng ta sẽ gắn khối lệnh touching này vào trong đây. Đây là số 1 nè, đây là số 2. Gắn vào đây ha. Cái này gắn lại với nhau. Ta kéo, ta để vào bên trong. Như vậy là gì? Chúng ta thấy là gì? Nếu đây là if là nếu, nếu touching là chạm. Nếu chạm vào gì? Bom thì sẽ làm gì? Đúng không nào? Sẽ làm gì? Đây, trong cái phần touching này các bạn thấy là gì? Trong câu lệnh touching ở phần này cho phép chúng ta là gì? Chạm vào. Vào cái gì? Đây là chạm vào, đây là con chó chuột nè, hoặc là gì? Đây là chạm vào một nhân, các cái nhân vật ở đây. Vậy là gì? Chúng ta nói là nếu chạm vào quả bom thì chúng ta sẽ chọn bom ở đây. Chọn bom. Bấm vào đây ha, số 1, đây là số 2. Chọn là gì? Nếu chạm vào quả bom. Đây. Nếu chạm bom
Đây. Đây chúng ta chọn như thế này ha. Đây là câu lệnh là nếu chạm vào bom đó. Rồi thì sao? Nhân vật chúng ta sẽ phát ra âm thanh. Như vậy phát ra âm thanh thì các bạn sẽ sử dụng lệnh gì nè? Bạn nào đã chọn được nhân vật chúng ta là nếu chạm vào bom thì comment cho thầy là chữ B nè, hoặc là comment cho thầy chữ bom nè. À, nếu chạm vào bom. À, nếu chạm vào bom. Đúng không? Rồi, nếu chạm vào bom thì sẽ phát ra âm thanh đúng không nào? Chúng ta sẽ gì? Âm thanh là lệnh, khối lệnh, lệnh sao đúng không nào? Đây, vào khối lệnh sao và kéo cho thầy khối lệnh là star sao. Đây, vào khối lệnh sao và khối lệnh star sao. À. Đây, phát ra âm thanh. Thì vào khối lệnh sao. Và tìm khối lệnh là ta sao. Đây, tìm khối lệnh ta sao. À, gắn vào đây. Đây. Bạn nào đã kéo được khối lệnh phát âm thanh gắn vào trong khối lệnh if nào? Rồi, các bạn thấy là gì? Trong cái khối lệnh phát âm thanh này, cho phép chúng ta chọn âm thanh nào để phát đúng không nào? Nhấn vào đây để chọn âm thanh cần phát nè. Đối với nhân vật quả bom thì thầy sẽ chọn nhân phát ra âm thanh là ghost, cho nên thầy chọn là thầy sẽ chọn là ghost. Ở đây. À. Đây thầy chọn là ghost. Bạn nào đã thực hiện được thế này, các bạn comment cho thầy là chữ G nè. À, bạn nào đã làm được phát âm thanh chọn âm thanh ghost này thì các bạn chọn thầy chữ G nè. Ai. Và nhân vật của chúng ta sẽ chuyển đổi trạng thái đúng không nào, các bạn xem nè. Đây thầy các bạn vào phần custom, các bạn tìm thấy là gì? Trạng thái của nhân vật của chúng ta đang là chạm quả bom thì sẽ như thế này. Và tên của trạng thái này là gì? Là robot C2 đúng không nào? Thì các bạn sẽ làm sao? Bạn quay lại thẻ code. Để chuyển trạng thái thì chúng ta sẽ làm câu lệnh gì nè? Câu lệnh gì mà thầy vừa hướng dẫn ở lúc đầu nè. À, câu lệnh nào là để chuyển đổi trạng thái nè? Đây, chúng ta sẽ vào khối lệnh lúc và tìm đến khối lệnh là switch custom ở đây. À, tìm đến khối lệnh switch custom ở đây. Sau đó chúng ta về chuyển trạng thái, phát cái âm thanh, sau đó chuyển trạng thái đây đúng không nào? Chuyển trạng thái đây, đúng rồi. À, đây. Thì các bạn thấy là gì? Khi chuyển trạng thái, chúng ta muốn cho nhân vật chúng ta ở trạng thái nào thì chúng ta sẽ bấm vào đây và lựa chọn trạng thái đúng không? À, đầu tiên là gì? Nhân vật xuất hiện thì sẽ trạng thái số 1, và nhân vật của chúng ta về muốn biết trạng thái nào thì chúng ta sẽ vào phần custom để xem coi là tên cái trạng thái đó là gì nhá. Đây chúng ta vào custom nè, trạng thái là khi chạm vào quả bom thì có tên là robot C2 đúng không nào? Cho nên là chúng ta sau qua thì có chúng ta sẽ chọn ở phần là wish custom là robot C2. Đây. Đó, bạn nào đã chọn được phần là robot C2 nè, comment cho thầy là chữ R nè. Đây. Rồi chúng ta sẽ chọn là robot C2 ha. Đây. Tương tự như vậy là gì? Nhân vật của chúng ta sẽ chạm vào ngôi sao thì cũng sẽ phát ra âm thanh và chuyển đổi trạng thái đúng không nào? Như vậy là gì? Để cái công việc này được lặp đi lặp lại thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta làm sao cho nó nhanh nè? Làm sao khi chạm vào ngôi sao thì nó sẽ nhanh nè? À, chúng ta sẽ nhân bản cái khối lệnh ở phía trên và chúng ta điều chỉnh lại đúng không nào? Đây, chúng ta sẽ làm sao? Nhân bản lập trình cho khi chạm vào ngôi sao ha. Đây là chạm vào, đây là phần này là gì? Chạm vào nhân vật quả bom. Đây là toàn bộ khối lệnh chạm vào quả bom. Đó. Chạm quả bom. Đây, chạm quả bom thì như thế này nha. Bây giờ làm sao để chạm ngôi sao? À, ngôi sao thì cũng làm tương tự đúng không nào? Nhân bản, chúng ta sẽ nhân bản khối lệnh. À, chúng ta sẽ nhân bản cái khối lệnh là
từ quả bom ha, nhân bản có lệnh từ bom, từ chạm bom. Đây, nhấn vào đây, nhấn duplicate. Được chưa? Nhấn vào đây và chọn duplicate để nhân bản khối lệnh này. Đó, chúng ta đặt ở phía dưới. Bạn nào đã nhân bản được khối lệnh như thế này rồi thì các bạn comment cho thầy là số 2 nè. Bạn nào đã nhân bản được rồi comment số 2. Rồi, chúng ta thấy là gì? Chạm vào ngôi sao thì chúng ta sẽ là gì? Nếu chạm vào ngôi sao thì chúng ta chỉ việc sửa lại ở đây thôi, đúng không nào? Ở đây là chạm bom thì chúng ta sẽ sửa lại là chạm ngôi sao nè. Đây, chạm vào star là chạm vào ngôi sao và đổi lại một âm thanh, đúng không nào? Và chuyển trạng thái là robot B2. Đây là chúng ta sẽ điều chỉnh ở đây. Đó. Nếu chạm vào ngôi sao thì phát ra một âm thanh là khôi và chuyển đổi trạng thái là robot B2. Đúng không nào? Bạn nào đã đổi được trạng thái của nhân vật khi chạm vào ngôi sao thì comment cho thầy số 3 nè. Bạn nào làm được xong rồi thì chúng ta comment cho thầy số 3 nè. Như vậy là gì? Cái việc này sẽ được lặp đi lặp lại nếu như chạm vào ngôi sao, đúng không nào? Thì một việc nào đó được lặp đi lặp lại nhiều lần thì chúng ta sẽ sử dụng khối lệnh nào? Sử dụng khối lệnh forever, đúng không nào? Chúng ta sẽ gắn khối lệnh forever vào đây. Đó. Và các con này ấy là khi bắt đầu là gì? Nếu như chạm vào đây thì mới chuyển đổi trạng thái, còn không chạm thì chúng ta sẽ luôn luôn giữ trạng thái A, cho nên là chúng ta sẽ đặt cái khối lệnh switch custom A này vào trong khối lệnh forever. Đó. Sau đó các bạn gắn vào trong chương trình của chúng ta. Đó. Để các cái câu lệnh như thế này, đây là gì? Chạm vào nhân vật và phát ra âm thanh, đúng không nào? Đây là toàn bộ cái khối lệnh là chạm vào nhân vật. Đó, đây là chạm vào nhân vật và phát âm thanh. Đây là toàn bộ cái khối lệnh này chưa? Như vậy làm sao cho khối lệnh này chạy thì chúng ta là gì? Khi nhấn vào lá cờ màu xanh chúng ta chỉ việc là gì? Kéo cái khối lệnh sự kiện vào, đúng không nào? Khối lệnh sự kiện quen list này chúng ta gắn vào đầu chương trình. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong. Bây giờ bạn nào đã thực hiện xong như thế này nè, như thầy nè, thì các bạn comment cho thầy số 4 nè. Bạn nào đã thực hiện xong cái khối lệnh này thì các bạn comment cho thầy số 4. Rồi bây giờ thầy sẽ chạy thử chương trình nhé. Các bạn nhìn thầy này. Đây, khi chạy chương trình thì nhân vật của thầy đang ở trạng thái A nè. Và khi thầy dùng mũi tên di chuyển thì lập tức là vậy thôi. Nhân vật của thầy chuyển đổi trạng thái và phát ra âm thanh nè. Đây, thầy chạm vào bom chẳng hạn. Đây, chuyển đổi trạng thái khác. Đúng không nào? Vậy là chúng ta đã lập trình xong cái việc là gì? Nhân vật của chúng ta chạm vào một nhân vật nào đó sẽ phát ra một âm thanh và chuyển đổi trạng thái. Bạn nào đã hoàn thành xong như thế này thì comment cho thầy chữ xong nè. Bạn nào đã làm được như thế này thì comment cho thầy chữ xong nè. Rồi, Thu Hằng nè, rồi Nhật Minh nè, Văn Nhật nè, Thiện Khoa nè, các bạn đã làm hoàn thành xong rồi, các bạn đã xong rồi, đúng không nào? Các bạn là gì? Hôm nay là chúng ta làm quen với câu lệnh là gì? Switch custom có nghĩa là khi xuất hiện thì nhân vật chúng ta có trạng thái đầu tiên là cái gì thì chúng ta sẽ chọn trạng thái đó là sử dụng câu lệnh là switch custom, đúng không nào? Đây là chọn trạng thái cho nhân vật và câu lệnh là gì? If là nếu chạm, ở đây dùng câu lệnh touching, chạm vào một cái gì đó thì sẽ thực hiện một hành động tiếp theo là chúng ta sẽ gắn vào trong khối lệnh chạm, đúng không nào? Đó, đây là những cái nội dung mà mới mà các bạn sẽ được học về gì? Sử dụng switch custom và touching. Đây, switch custom và touching. Đó. If. Các bạn thấy là gì? Các bạn thấy là có dễ không nào? Nhiều bạn nói là điểm, đúng không nào? Như vậy là gì? Để làm cho điểm thì hôm sau thì cô Tuyết sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để làm được điểm ha. Bây giờ thì bài học của chúng ta là chỉ là gì? Hôm nay là chúng ta sẽ làm đến nhân vật là chạm và phát ra âm thanh thôi. Rồi hôm sau thì cô Tuyết sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để có điểm nữa ha. Bây giờ thì nhiệm vụ của các bạn là chúng ta sẽ suy nghĩ xem nè. Suy nghĩ xem nếu như mà làm sao để làm được điểm thì các bạn sẽ làm được cái gì nè. Làm những khối lệnh nào thì các bạn sẽ tìm hiểu
trong ngày mai nha. Rồi, bạn nào đã, các bạn thấy là gì, việc lập trình game như thế này thì có đơn giản không nè? Các bạn thấy có đơn giản không? Các bạn đơn giản thì các bạn comment cho thầy là chỉ đơn giản nè. À, bạn Anh Đức nói là arrival đúng không? Đúng rồi. À, việc này thì rất dễ đúng không nào? Rất là đơn giản. À, nội dung của bài học của chúng ta hôm nay là về thì chạm vào nhân vật thì đã xong. Ngày mai thì cô Tuyết sẽ tiếp tục đó là cho các bạn làm quen với việc variable để chúng ta làm cho nhân vật của chúng ta có thêm điểm ha. Rồi. Và nội dung các cái câu lệnh của ngày hôm nay cũng như là các cái bài các bước làm thì thầy sẽ đưa lên trên trang Hạnh Phúc chúng ta. Bạn nào làm được rồi thì các bạn sẽ chạy và nghiên cứu tiếp cái phần là làm sao làm điểm. Còn bạn nào mà chưa thực hiện xong kịp thì các bạn sẽ tham khảo lại câu lệnh mà thầy đã để trên website nhé. Rồi, bài học hôm nay thì các thầy đã hướng dẫn các câu lệnh thì các con thấy như thế nào nè? Các con thấy là các câu lệnh này có hay không nè? À, rất là dễ làm đúng không nào? À, chúng ta sử dụng các câu lệnh rất là dễ đúng không? Các câu lệnh rất là đơn giản. Đa phần là các câu lệnh mà các con đã được học hôm trước và chúng ta chỉ việc kết hợp các câu lệnh nó lại với nhau. Các bạn là gì? Việc lập trình game rất là đơn giản đúng không các bạn? Ok, cảm ơn thầy Thể rất nhiều. Các con comment cảm ơn thầy Thể đi nào. Comment cảm ơn thầy Thể đi nào. Các con các bill của thầy hay comment cảm ơn thầy Thể đi ạ. Rồi, ok. Đấy, ngoan quá. Thế thì để cho các con có thể chắc chắn làm được cái bài này nhá, thì thầy Phương xin nhờ thầy Thể việc như sau. Đó là thầy Thể hãy đăng cái bài, cái câu lệnh của cái bài lập trình ngày hôm nay lên trường Hạnh Phúc nhá. Đấy, thầy đăng lên trường Hạnh Phúc. Ở trong bài học 2 này thì thầy Thể sẽ đăng cái toàn bộ cái câu lệnh của ngày hôm nay vào cái bài ngày buổi tối ngày mùng 7 tháng 3. Đấy, thì khi vào bên trong này thì thầy Thể hãy đăng một là video của buổi ngày hôm nay vào bên trong này là một. Thứ hai là các cái câu lệnh mình sẽ lấy ảnh của các nhân vật và mỗi câu lệnh có mỗi nhân vật có những cái câu lệnh nào thì thầy Thể sẽ đăng lên đây để ngày mai các con bài nào mà chưa thực hành xong thì có cả chỗ để chúng ta tham khảo lại. Ok không? À, các con thấy bài học tuyệt vời không nào các con? Những ai đã làm được sản phẩm thì comment là con đã xong vào trong phần chat nào. Đấy, các con thấy có mở ra một chân trời mới cho mình chưa nhỉ? Khi mà chúng ta biết làm câu lệnh ngày hôm nay thì đúng không? Các con đã bắt đầu dần dần nhìn thấy hình ảnh của bài của bạn Phan Sơn lúc nãy ở trong bài của mình chưa? Đấy, bạn ấy di chuyển con cá mập đúng không? Còn chúng ta thì di chuyển robot, ngôi sao đúng không? Đó. Và từ đây các con thử tưởng tượng ra xem là vậy thì với cái câu lệnh này đúng không? Cái gì có thể bay từ trên xuống dưới? Các con thử đoán mình sẽ có thể có những cái trò gì? Các con thử hình dung ra, tưởng tượng ra xem nào. Nào, tưởng tượng nào. Ví dụ như thay vì hình ngôi sao với quả bom rơi xuống thì các con sẽ chọn cái gì nào? Các con thử comment là đồ ăn này. À, các bạn thằng cao thì chọn đồ ăn này. Angry Bird này. Ây, còn gì nữa không? Kim cương, dao táo, nhặt táo. Ây, bóng rổ. Ok, hay quá. Hòn đá rơi đúng không? À, săn mồi vân vân đúng không? Đấy, thiên thể bay đúng không? Đó. Thế còn thay vì là cái robot ấy, nó di chuyển sang để nó hứng nó chạm vào thì các con sẽ nghĩ ra là mình sẽ cho cái gì vào thay con robot nào? Con cua này, Mario này, con mèo này, gì nữa, chó này, gì nữa, con bò, đồ ăn đúng không? Tức là tùy theo cái gì nó rơi ở bên trên đúng không? À, thì chúng ta sẽ ra cái chọn những cái con vật tương ứng đúng không? Đấy. Nếu giả sử bây giờ nhá, bây giờ thầy Phương là sẽ làm là nếu chọn thầy chọn những quả táo để rơi từ trên xuống theo các con sẽ lập trình cho cái gì ở bên dưới? Các con thử đoán thử xem cái bát này, rổ này, gì nữa không? Bác nông dân này, hoa wow, hay quá, con khỉ này, người này, ui rồi ôi, hay quá. Rồi thế nếu bây giờ không rơi táo nữa mà thầy rơi từ trên xuống, thầy rơi cái gì được? Thầy rơi đồ ăn chứ nào? Ví dụ như là thầy rơi kem này, à, thầy rơi kẹo này thì con chọn cái gì? Miệng, à đúng rồi, ừ, làm cho một người đúng không? Cứ mỗi lần nhìn thấy đồ ăn rơi thì mồm há ra, con dùng sử dụng lệnh gì các con? À, chạm vào, lệnh há ra, là lệnh gì? Ừ, yeah, đúng không? Next custom đúng không? À,
thủ môn đúng không? Thủ môn đúng không? Mình lại chơi trò thủ môn đúng không? Thiết kế một nhân vật thủ môn đúng không? Và quả bóng thì bay ra đúng không? Khi nào mà chúng ta di chuyển, nếu mà quả bóng nó bay ra mà lao ra chạm vào quả bóng thì được tính điểm đúng không? Đúng không? Hay quá đúng không? Các bạn còn ý tưởng gì nữa nào? Các con ý tưởng gì nữa nào? Đấy, các con thấy rằng là một bài học ngày hôm nay thì các thầy cô dạy một lệnh như thế đúng không? Vậy với sự tưởng tượng của các con thích cái nội dung gì đúng không? Chúng ta nghĩ dần cho mình một cái trò chơi đúng không? Một cái game gì đó. Được chưa nhỉ? Rồi, ok không nhỉ? Đấy, tuyệt vời quá. Các con thấy hay không? Bây giờ như này nhá. Trong hôm nay trong lúc dạy các thầy cô dạy ấy, thì thầy rất là khen các bạn tập trung học. Đấy. Còn vẫn còn một số bạn là vẫn còn chat một số nội dung mà không phải liên quan đến thầy cô dạy nhưng là chat riêng với nhau ấy. Thì con nhớ rằng là chỗ này không phải là để chỗ để chúng ta chat riêng đúng không? Bởi vì khi chúng ta chat riêng là chúng ta sẽ không tập trung được hết vào bài học. Cho nên là thầy muốn các con là đã vào học là chúng ta học tập trung. Đấy, bạn nào muốn rằng là chúng ta đã học hết sức chơi hết mình thì comment nào. Học tập trung chơi hết mình comment vào trong phần chat nào. Ok không nhỉ? Học là phải tập trung đúng không? Chơi là chơi hết mình đúng không? Còn đương nhiên là có một số bạn mà không tập trung đúng không? Spam thì thầy sẽ mời các bạn ấy một phát bay ra ngoài, mời các bạn ra YouTube học, không ngồi trong lớp học nữa, được chưa nhỉ? Đấy. Bởi vì sao các con nhớ rằng là thầy đã để cái bài học này nha, bài học này ở trên kênh YouTube của thầy nó đang mở đây rồi. Thế thì những đoạn nào các con không hiểu nhá, con nhớ là tất cả những đoạn mà các con không hiểu thì con có thể xem lại ngay. Đấy, bây giờ cái video đâu rồi nhỉ? Đấy, cái video này chúng ta đang phát rồi. Đấy, thì chỉ cần một đoạn nào các con không hiểu muốn xem lại. Bạn nào mà hôm nay chưa kịp đấy, bây giờ cái video nó nói cho thầy đấy, thấy chưa? Đấy, có chỗ nào bạn nói là con chưa kịp thì con sẽ quay ngay trở lại bước đấy, kể cả trong quá trình học ở đây, nếu như con thấy đang học trong lớp mà con chậm, con không theo kịp, con quay ra con học ở trên YouTube nha, thì con có thể quay lại bất kỳ một đoạn nào, tua lại bất kỳ đoạn nào để con làm lại. Đấy, ok chưa? Rồi, ai hôm nay làm xong bài nhá thì nộp bài vào đâu các con nhớ không nhỉ? Nộp bài cái sản phẩm ngày hôm nay, các bạn nào làm nhớ phải up lên nhá, phải up lên. Chúng ta có thể tập quay sản phẩm đi, quay bằng Loom để up lên. Hôm nay thì thầy thấy rằng rất nhiều các bạn có những cái sản phẩm tốt ở trong này rồi đấy. Đấy, vào sản phẩm tốt này. Thầy thấy rằng rất nhiều bạn đã biết quay video rất hay. Ồ, sáng ngày hôm nay thầy quên thì không lưu lại mấy cái bài hay lắm các con ạ. Các con vào đây con sẽ có tham khảo thêm các bài của các bạn nhá. Đấy, thầy Phương thấy rằng rất nhiều bạn nộp được những bài rất là hay ở lên trên này rồi. Đấy, các con tham khảo nha, có những bạn còn làm video giới thiệu về bản thân mình rất là hoành tráng đúng không? Rất hay luôn. Đấy, ví dụ nha, thì cho các bạn xem bài bản của bạn Lương Quỳnh Anh nha, nhìn đây. Đây, chúng ta cùng chào đón bạn Quỳnh Anh nào, các con comment hello Quỳnh Anh. Xin chào thầy. Mình à, Tránh Vân hả? Chính là từ nhỏ mình luôn có một giấc được sống ở dưới đáy lạnh dương, vì mình cho nên con hello Khánh Vân đi các con, hello Khánh Vân đến sự thật. Bây giờ xin được thầy cô và các bạn cùng xem sản phẩm của mình. Thầy sẽ quay lại như thầy sẽ đọc cho các bạn cùng nghe nhé. Đọc sản phẩm đây các bạn nhìn đấy nha. Bạn ấy mơ ước được trở thành nàng tiên cá và câu chuyện của bạn như này. Vương quốc của mình ô nhiễm quá. Đấy, cô công chúa này nói. Ước gì mình được sống dưới biển giống nàng tiên cá. Ta chính là tiên nữ, ta sẽ cho con một điều ước, hãy ước đi. Con ước con được sống dưới biển giống nàng tiên cá. Ta sẽ giúp con. Ô, mình biến thành nàng tiên cá rồi. Wow, thích quá. Cảm ơn tiên nữ. Các bạn muốn biến nàng tiên cá có phép màu như các bạn không? Vậy các bạn hãy luôn là con ngoan trò giỏi để hiểu điều mình ước nha. Và miễn ước muốn của mình thành hiện thực. Sau đó nàng tiên cá bơi đi, bơi lại. Nàng ấy thực hiện lệnh
Hay không? Các con thấy hay không? Các con thấy bài của bạn Khánh Vân hay không? Các con thấy bài này có ý nghĩa không ạ? Bạn ấy muốn nói rằng là trái đất ô nhiễm thì chúng ta sẽ biến thành nàng tiên cá đấy. Ok, các con có thấy rằng Khánh Vân chính là một nhà lập trình chân chính không nhỉ? Các con hãy comment là tuyệt vời, comment là Khánh Vân tuyệt vời vào trong phần chat nào. Ok, hãy comment Khánh Vân tuyệt vời vào trong phần chat nha. Ok, bài học ngày hôm nay các con thấy có hay không? Thầy Thương hy vọng rằng là sau bài học ngày hôm nay thì các con sẽ đều làm được những sản phẩm ý nghĩa, đúng không? Và chúng ta sẽ trở thành những nhà lập trình chân chính tạo nên những sản phẩm có ý nghĩa tuyệt vời giống như của bạn Khánh Vân, ok không nhỉ? Rồi, bây giờ thì thầy nghĩ rằng các con đã đói bụng chưa? Các bạn thấy đói bụng chưa? Chúng ta hãy chào thầy cô nào, con chào thầy Thể, chào cô Tuyết, chào thầy Phương và các bạn. Các bạn thật tuyệt vời, tôi yêu các bạn. Ok. Rồi, hãy comment. Xin chào các con nha. Tôi yêu các bạn. Comment đi, ok. Hẹn gặp lại ngày mai. Nha, yeah, ok. Chào các con, goodbye. See you tomorrow. Ok. Rồi, các con nhớ là hãy sáng tạo nên sản phẩm của riêng mình, hãy tạo nên những sản phẩm chân chính, đúng không? Đấy, có ý nghĩa giống như Khánh Vân vừa làm, rất là tuyệt vời. Chúc các con một buổi tối vui vẻ. Tạm biệt thầy Thể nha, tạm biệt cô Tuyết nha, hẹn gặp lại ngày mai nha. Chào thầy ạ.